trải nghiệm tiệm hớt tóc gần 40 năm tại thành phố Đà Lạt. Cái này là bao lâu rồi chú? Cái này hả? Dạ. Cái này phải là... Tôi sửa cái đây mấy năm rồi? Cái này phải là trên 20 năm. Lúc cách đây 20 năm hả? Đúng rồi. Và cái nhà này sửa 20 năm. Đúng rồi. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi cắt tóc tại một cái tiệm tóc này tại thành phố Đà Lạt. Cái tiệm tóc này có mặt ở thành phố Đà Lạt khoảng gần 40 năm rồi. Và cái tiệm tóc này tên là tiệm tóc Thanh. Thì ở trong cái tiệm tóc này có một cái chú chủ tiệm, là cái chú đang cắt cho mình tên Thanh. Và cái chú bên kia đang cắt bên kia là chú Mạnh. Thì chú Mạnh làm nghề trước chú Thanh khoảng vài năm. Và cái tiệm này nó đã có mặt ở đây gần 40 năm rồi mọi người. Mình thích cắt tóc ở đây không phải là cắt tóc đẹp, mà cái cảm giác ở Đà Lạt không khí nó lạnh, cộng cái ngày mình lên thì nó cũng mưa phùn, nhìn nó cũng buồn lắm. Mà vào cái những cái tiệm tóc của những chú, những bác lớn tuổi như thế này cắt tóc thì một người làm nghề như mình thấy nó cũng hay hay mà, đúng không? Vừa cắt tóc vừa nói chuyện với các chú luôn, có nhiều cái bài học, nhiều cái chia sẻ mà các chú truyền đạt lại cho mình. Nói chung là mình thích lắm luôn á. Tại con thấy trên cái hình ở trên hồi nãy con xài trên mạng, con thấy cái hình của cái quán chú á, nó cũ cũ nhìn cũng dễ thương nên con chạy qua. Đây nè, cho coi cái hình này còn cổ hơn nữa. Dạ. Cổ nhất Đà Lạt luôn. Đà Lạt này không có cái tiệm nào như tiệm này luôn, gọi là nghèo nhất, thê thảm nhất. Đây. Chưa không? Mấy cái này mà giờ quay lên hơi bị đẹp không anh? Ờ, cái này nó dốc luôn, cái này khách nước ngoài vô nó chụp nha. Đó. Cái này là bao lâu rồi chú? Cái này hả? Dạ. Cái này phải là... Tôi sửa cách đây mấy năm rồi? Cái này phải là trên 20 năm. Lúc cách đây 20 năm hả? Đúng rồi. Và cái nhà này sửa 20 năm? Đúng rồi. Không, cái này mới sửa 2 năm thôi. À. Nhưng mà cái này lúc mình làm lên cái này là khoảng hơn 20 năm. Mới sửa đây hơn, sửa đây có 2 năm à. Cách đây 2 năm trước là của nhà này. Đúng rồi, của nhà này. Giờ giàu lên rồi phải không chú? Giờ giàu lên rồi. Đó thấy thế nào không nè? Nhìn tôi là biết rồi. Thấy cái Đà Lạt có cái nhà nào tôn kiểu này không? Không có nhà nào tôn kiểu này đó. Đó, thấy thê thảm không? Dạ. Đúng thê thảm luôn. Cái cửa sắt này kéo qua có lại khó khăn nữa nè, nó nằm trịch. Dạ. Mà nó thấp chứ, cái này thấp chuẩn ơi. Có 2.5 m à. Dạ. 2.5 m nó cao hơn đèn này chút xíu nữa mà. Dạ. Thì tụi Sài Gòn lên 20 cái này lắm. Dạ. Cái này hết tóc Thanh này vẫn còn nè. Dạ. Sau khi làm cái quán này thì mấy này bỏ hết. Dạ. Tất cả cái này là bỏ hết, không có xài nữa. Dạ. Đó thấy không? Dạ. Ồ, thấy nó cũ quá thì nó dơ quá thì chả muốn rửa gì để nó vậy luôn. Dạ. Đó thấy không? Dạ. Đó. Đó.